lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao. Trả lại em con đường im bóng mang của ngày nào. Trả lại nhau anh đèn công viên đó dưới mưa bay. Những đêm chủ nhật nghe phố phường khi con dày. Trả lại em mân tình xa xưa đó dưới trăng sao. Trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại nhau kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau. Đến nay xa cách rồi còn rồi đêm lay buồn trông xa vắng như mong ai. Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong. Và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu. Sống trong chuỗi ngày ôm lối buồn quanh. Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Em có cái chiếc vang này. Chiếc vang này thì là cái đời được thiết kế là nó cũng rất lâu rồi. Và được thiết kế với cái các cái chức năng chỉnh chân mặt là nó là một nửa là chỉnh số và một nửa chỉnh cơ. Cái chiếc vang này là vang bãi. Hàng được thiết kế rất chi là chắc chắn và toàn bộ máy được thiết kế linh kiện rất chi là đẹp. Rất chi là cao cấp luôn. Linh kiện rất chi là cao cấp anh chị em nhé. Cái máy này là rất chi là dày dặn chắc chắn và toàn bộ bên trong ruột máy này là được thiết kế rất nhiều linh kiện và có đầy đủ các cái tính năng chỉnh này. Vì vang chống rít này, chống rú này và toàn bộ xử lý âm thanh ra cực kỳ tốt, chỉnh rất dễ chỉnh anh chị em nhé. Con máy này được thiết kế là chạy nguồn điện 220. Nhưng mà cái máy này được thiết kế là máy này chạy ở nguồn xung. Cái nguồn xung này là nó rất chi là tiện anh chị em nào ở các tỉnh xa mà dùng mà điện nó khỏe hay nó yếu là dùng vẫn ok, nó không như là nguồn biệt áp anh chị em nhé. Cái hàng này là hàng cái model này là B1 hàng Pro. Đấy, cái chức năng lưu chỉnh nhớ rất dễ anh chị em nhé, mà tiếng rất dày rất hay. Anh chị em nào có nhu cầu dùng cái con vang này thì liên hệ trực tiếp với em. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em xin vào toàn quốc. Đây em ngồi trước loa này. Em ngồi trước cạnh loa luôn mà em thử mic không rít không rú rồi. Và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu. Sống trong chuỗi ngày úp nỗi buồn quay. Tiếng rất chi hay anh chị em nhé, rất chi này, rất sáng, rất mượt.